Trong đội hình tràn ngập ngôi sao, thậm chí là siêu sao của Man City, không ít người nghĩ rằng Erling Haaland, Kevin De Bruyne hay Bernardo Silva là những cầu thủ không thể thay thế. Nhưng với cá nhân huấn luyện viên Pep Guardiola, Rodri mới thực sự là nhân tố quan trọng nhất. Bằng chứng rất rõ ràng, khi thiếu Haaland, De Bruyne hay Silva, Man City vẫn giữ được sự ổn định, vẫn thắng nhiều hơn thua, vẫn là một binh đoàn thiện chiến. Nhưng khi Rodri không thể ra sân thì mọi chuyện lại khác hẳn. Ở mùa này, Man City đã thua 4 trận trên mọi đấu trường và không hề ngẫu nhiên khi Rodri vắng mặt trong cả 4 thất bại đó. Còn khi anh xuất hiện trên sân, Man City đang sở hữu chuỗi 62 trận liên tiếp không thua. Huấn luyện viên Guardiola nói ngắn gọn về vai trò của Rodri: rất đơn giản là không thể thay thế được. Hiện tại, Rodri lại càng trở nên quan trọng với Man City khi anh đang trải qua mùa giải thăng hoa nhất trong sự nghiệp. Rodri hiện đã ghi 6 bàn, thực hiện 5 pha kiến tạo, tham gia vào 0,46 bàn thắng trong mỗi 90 phút ra sân tại Premier League. Con số này cao hơn hẳn với thống kê tốt nhất trước đó của Rodri là 0,28 vào mùa 2021-2022. Rodri tuyệt diệu như vậy và suýt nữa anh đã có người đồng hành vô cùng hoàn hảo trong màu áo Man City là Declan Rice. Mùa trước, Man City đã muốn mua Rice để thay thế cho Ilkay Gundogan, hiện đã chuyển sang Barcelona. Nhưng vì Man City tiếc tiền không chịu trả quá 90 triệu bảng nên West Ham, câu lạc bộ chủ quản của Rice lúc đó đã từ chối. Trước cơ hội này, Arsenal chịu chơi hơn hẳn, chấp nhận chi 105 triệu bảng để có Rice. Đến lúc này, đây là thương vụ thành công theo kiểu đắt sắt giá miếng với Arsenal. Với chính Rice, việc chơi cho Arsenal cũng giúp anh nâng mình lên một tầm cao mới. Tại Arsenal, Rice được huấn luyện viên Mikel Arteta ví von là ngọn hải đăng. Đến lúc này, Rice đã thực hiện tổng cộng 1.870 đường truyền tại Premier League với tỷ lệ chính xác là 89,6%. Rice cũng có 204 đường truyền ở 1/3 cuối sân, có 26 đường truyền vào vòng cấm và tạo ra 29 cơ hội cho các đồng đội. Ở mức độ trực tiếp hơn, Rice đã ghi 6 bàn thắng và có 5 pha kiến tạo. Đây là hiệu suất tốt nhất của Rice tính đến lúc này trong sự nghiệp. Trùng hợp thay, nó cũng vừa vặn bằng với Rodri. Man City rất tự tin khi đang sở hữu chuỗi 14 trận bất bại trên sân nhà Etihad ở Premier League. Arsenal cũng không hề e ngại khi họ toàn thắng 8 trận gần nhất. Chính vì vậy, cuộc đọ sức giữa hai ứng cử viên vô địch mùa này càng hấp dẫn hơn và hai nhân vật dù chưa chắc nổi bật nhất nhưng có thể quyết định đến kết quả chung cuộc chính là Rodri và Rice.